như đã thông báo thì sau khi kết thúc cái chương trình kêu gọi xin từ thiện áo khoác cho bà con vùng núi thì hôm nay mình sẽ ra Hà Nội kết hợp luôn với trận bóng đá giữa Việt Nam với Ấn Độ để mà làm chuỗi các video nói về cái chuyến này, hy vọng được mọi người ủng hộ. Và giờ mình đang lên máy bay để mà chuẩn bị cho cái chuyến đi và hy vọng mọi thứ sẽ theo được ý muốn. Rất là lo, 400 cây đi hết 8 tiếng, địa điểm là Lai Châu. Bây giờ mình xem đã địa điểm. Chuyến mình đi là chuyến đi đêm, may sao là xin được cái vị trí ngay cửa Tất Hiểm. Nên ra là một thằng cao 1m8 như mình cũng đỡ cực. Và cái hành trình này thì sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng. Sau đó thì sẽ có anh em ngoài Hà Nội đó. Trong đó có những nhân vật mình sẽ giới thiệu ở ngay sau đây. Mời mọi người cùng xem. Thấy anh chưa? Rồi, đây được. Được rồi thế. Sẽ chở. Đợi lâu chưa? Hello anh, hello anh. Anh lái luôn đi. Đùa tôi à? Đùa anh em à? Thôi được rồi, để em phát. Đại ca chung của kênh YouTube triệu view. Cao thể cao. Mấy em ăn gì chưa? Chưa. Đi ăn đây chứ. Chờ tầm này chỉ có ăn uống thôi. Các đại ca đi bệnh viện này. Các ngài luôn. Live chiêu hay là gì đấy? À không, quay video. Quay thôi thì ok. Chuyến này đi nhiều có thể nói mà. Lượng lái trước đi hả? Lái trước đi cho anh ấy cái. Hello các anh em. Gặp thông báo đấy rồi. Thằng Phi nó về luôn à? Thằng Phi á, nó về được mấy giờ? Gái là bác bị tiền đình, bác phải đợi anh đấy chứ còn thì nỡ đi tội gì xả đi luôn vào được không con vào là con vào thôi ok cô rể dạ cô vẫn trẻ như thế nhỉ, vẫn trẻ thế. Em đây. Làm gì? Về già? Nè ơi, có một cái này mẹ giữ lại cho con để con cho anh kiên bái chữa bước nữa rồi. Ba con nữa. Con to nhất đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không có cái dây đấy này. Không có cái dây gì đâu. Dây rút, dây giếc gì ấy. Không, không, không.
mình không là nó đi là sát vào đúng không? Đấy, cứ đi mà. Có một cái dây nào á? Bây giờ mới ra, bây giờ kiếm đâu ra, bây giờ chúng tôi đi trên đường mua dọc đường ấy chứ. Dọc đường thôi, chả tôi nghỉ đâu mới hỏi. Cái dây này ăn thua gì, không thua được. Không. Anh sẽ đâu ra gì? Đấy. Đấy. Đó. Anh cầm cái này anh kéo đây nha. Hôm nay rất vui khi mà đồng hành có cậu em cũ, xưa cũ, Bùi Lượng. Và cho tí đèn, cho tí đèn. Tony Chí Nguyễn. Tony Chí Nguyễn. À, xin chào anh Tony Chí Nguyễn. Ok, chào anh em nhé. Rất cảm ơn khi mà hôm nay anh đến tắt điện nữa. Rất cảm ơn khi mà hôm nay anh đã nhận lời tham gia một cái, với mình nó là một cái rất là điên rồ khi mà mình khởi xướng cái dự án gọi là quyên góp quần áo thể thao cho bà con miền núi. Thôi nói chuyện nhanh nhanh cho vui thôi. Vì sao mà Chí là biết đến anh em? Thì thông qua cái kênh YouTube Sao Thể Thao của anh Nam Trung ấy thì mình cũng là một người dân võ mà đi lên thì cũng... Anh đường này đi được không? Xem... Đi được đấy. Xem qua những cái từ đã đi thì... cậu nhầm là chết đấy, lượng cái từ từ đấy thì em chuẩn chưa, theo nó luôn đấy à? Theo nó đấy. Ok, theo nó đi thì nó cũng phải là có cái đủ cái chữ duyên. Ok, lúc đấy mình xem đúng cái video mình thấy Chung khi bảo là áo rồi thiện nguyện rồi vùng lũ, mình hỏi anh em mà ở Sài Gòn mà đi ra ngoài thì ngoài này mà thiện nguyện thì chắc chắn phải có gọi là anh em miền Bắc để gọi là mục sở thị để dẫn đường và gọi là các thứ cho anh em, nên là mình kết nối với chúng. Anh em vào việc luôn nhỉ. Yeah. Cũng vui vì thực ra hôm đấy là tự nhiên thấy cái ông này, ông ấy nhắn tin, ông gọi điện trước nhỉ. Yeah. Xong rồi ông nói chuyện, mà hôm đấy thì thực ra là mình cũng đang dính cái giải cổ truyền ở Gia Lai Pleiku. Thế là cũng bảo thôi giờ thôi xin phép anh Chí là để tối về đi, xong rồi anh em mình bàn. Đấy, nhưng mà cơ bản là bước đầu anh em bàn thì toàn tinh thần là đồng ý cả, thế nên là câu chuyện bàn rất là nhanh. Ad Face, Zalo nọ kia. Thế còn thì lúc đầu là tính là cái chuyến này chỉ có mình với Chí thôi. Rồi. Sau chợt nhớ ra Bùi Lượng. Em bảo Bùi Lượng hỏi không muốn đi không. Thì đây Bùi Lượng này. Bùi Lượng thì hiện tại đang công tác tại Cục Thể dục Thể thao. Thế là mình thấy nó cũng ý nghĩa. Bởi vì là rõ ràng là cái này thì đa phần là quần áo thể thao. Và cái quần áo thường thì đơn giản quá. Và có hàng trăm hàng ngàn người ta làm cái chuyện này rồi. Cái ý nghĩa của anh làm cái chương trình này nó cũng chỉ đơn giản là thôi thì những cái áo thể thao nó sẽ có tên các đơn vị đằng sau lưng, đúng không? Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cà Mau, đa phần anh em miền Nam họ sẽ có những cái món quà đấy như vậy. Thế là gửi, thế là nghĩ ra Lượng, may quá Lượng cũng đồng ý đi. À đấy, thì mình cũng nhân tiện anh Nam Trung anh ấy nói cái góc độ và thể thao ấy thì mình cũng nói là mình hiện tại mình cũng đang làm mảng gym. Thì cũng nói thêm một điều đấy là
Thực ra thì khi nói đến những anh em đam mê thể thao nói chung, thể thao nó có rất nhiều mảng. Đấy thì cũng cũng vì một cái ý nghĩa, tức là gì? Bà con vùng lũ và có một cái gì đó gọi là những anh em làm trong ngành thể thao có những cái đóng góp gọi là vô cùng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nó cũng rất là ý nghĩa. Đúng để rồi. Rằng là cộng đồng những vận động viên, rồi cộng đồng những người yêu thể thao, đam mê thể thao cũng có những gọi là đóng góp nho nhỏ cho cái lúc mà nước mình nước sôi lửa bỏng, bão lũ các thứ. Đấy, ok. Hỏi thêm Chí câu nữa là hôm nay Chí cho biết về cái đường đi của anh em mình hôm nay sẽ là cái lịch trình hôm nay anh em mình sẽ là như nào. Lịch trình thì cũng phải xin thưa với tất cả các anh em, hiện tại bây giờ đang là 2:15. Đấy. Thì cái lịch trình đấy là đoàn nhà mình sẽ phải đi một cái quãng đường nó rơi vào tầm khoảng 350 cây số, tính từ khoảng 350 cây đấy. Đúng rồi. Đấy. 8 tiếng. Đấy. Đi từ đây đang là cái điểm xuất phát, đang là gần sân bay Nội Bài. Đó. Thì cái điểm đầu trên kia nó là cái điểm của xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng. Đây vừa là cái tỉnh Cao Bằng cũng là một trong những cái tỉnh mà bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 rất là lớn. Và hai nữa là cái nơi mà đoàn anh em nhà mình đến đây thì có ở cái xã Vĩnh Phong thì nó có 300 hộ gia đình, thì trong đó là hầu hết đều là hộ gia đình nghèo và cận nghèo. Đó. Thì bà con ở trên đấy đều là bà con dân tộc Mông và dân tộc Dao. Đấy thì bà con cũng được rất nhiều đoàn Mạnh Thường Quân, rồi đoàn Hà Nội cũng có, Sài Gòn cũng có lên, thì mình cũng đã kết nối được với chị Duyến là chủ tịch xã Vĩnh Phong. Đó thì kết nối thì các bà con cũng hẹn lịch là ngày mai tầm khoảng tầm khoảng 1 đến 2 giờ chiều thì sẽ có đâu đó khoảng ít nhất là tổng thì 300 hộ, nhưng mà ít nhất thì sẽ khoảng độ 150 hộ sẽ có người đến để mà tiếp nhận những cái quần áo, những cái đồ mà đoàn nhà mình mang lên. Đấy thì cái lịch trình của hôm nay của anh em là như vậy. Nếu bây giờ mới là điểm xuất phát thôi anh em ạ, chứ còn cũng thấy nó cũng mù mịt lắm, 8 tiếng. Cũng không biết là trên này cũng chẳng có hot girl, hot gồng gì cả, anh em không biết là giải trí như thế nào cho nó hết cái quãng ở đây. Nhưng mà thôi, trên tinh thần lúc đầu nói chuyện với Chí đó là cái chính á, ta tiện này cho Lượng lái xe. Cái chính là mình, cái vật chất cái nó không nhiều, cái tinh thần thì là vô cùng. Và như hôm nói chuyện vui với Chí đó là cái gì, muối bỏ biển, anh em mình làm không lạ gì đâu, nhưng mà thôi cũng chỉ muốn làm sao mà đúng tránh những cái hiện trạng lãng phí rồi là quăng quật vứt rồi thừa thãi, thì anh em chỉ mình cũng nhờ Chí mà thôi kiếm giúp cho cái địa phương nào đó mà bà con thực sự họ cần, họ về họ không họ, họ trân trọng, họ họ vẫn sử dụng, chứ không phải là họ dư họ giả xong rồi là họ lại không có ấy thì nó là phí đi. Thế em ra là trên tinh thần là đúng người đúng của và trao đúng người, thì đấy là cái chính hôm nay. Đấy, cho nên là hôm nay thì chính xác bây giờ là 2 giờ hơn này của ngày 8 tháng 10, anh em sẽ có một cái cuộc hành trình kéo dài khoảng 8 tiếng để đến được với 8 tiếng là điểm là vòng đi đấy, cộng thêm 9 tiếng nữa nó thì đó, nó rất là xa. Thế nhưng mà thôi, tình thương mến thương đồng bào mình cả. Đấy, thì hy vọng mọi người sẽ có thêm được những cái hình ảnh về chuyến từ thiện mà nó mang tính đột xuất của anh em thể thao. Cái này mình nói riêng là anh em thể thao nhé, chứ anh em mà xem thấy quà cáp anh em này bảo úi giời thế các ông cũng đi vậy, tôi mang tiếng ra thế tôi nói trước. Ok, bây giờ là sẽ chúc cho đồng chí Lượng là tỉnh táo trong lúc lái, anh em nào nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Cảm ơn mọi người.